2020 của Hoàng Hữu Dũng. Thì hôm nay chúng ta có mặt tại đây và đây là ngày thứ hai mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ tiến hành thực hiện là trình bày cái kế hoạch theo cái chủ đề chúng ta đã chọn và trình bày cái sản phẩm. Thì như đã thống nhất hôm qua thì theo cái trình tự là đơn vị trung ương của mình sẽ là đơn vị đoàn đầu tiên. Xin kính cái mặt nó kín. 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 Cái mặ
Như vậy thay ký hiệu của ta thì cái vị trí là 11 thì sao 11 và là 22, cái này 11 là sao hay còn cái này 12 này là 21. Và tiếp theo tôi sẽ nói các cái đó lại càng nữa các bạn này. Bây giờ giả sử như bây giờ ta muốn lên cầu son mà tối nó tối quá đó thì nó đi thì dễ bị té ngã rồi đó. Bây giờ ta lên ta bật nha. Ta cứ đi lên. Đi lên như vậy vào phạt nha. Hôm nãy chạy xuống tát. Đúng rồi. Cho nên lên đây sang rồi thì. Đây. Tát cái vào phạt. Rồi, tát cái vào phạt xuống lẹ, là lúc cái lúc là xuống lẹ. Xuống lẹ. Cái đó. Cái đó. Cái đó. Cái chạy xuống là chuyện gì đó. Đúng rồi. Mình muốn cho nó sáu thì đây. Đó chuyện ra là. Cái dài nữa. Hả? Cái mình xuống cái này, cái mình phải tát. Cô như hai người một lớp bạc đây. Đồ có gì đấy. Người ở đây người dưới bạc luôn không?